trình làng sớm hơn dự kiến. Trang công nghệ CNET dẫn lời nguồn tin từ nội bộ Samsung cho biết hãng công nghệ Hàn Quốc sẽ trình làng chiếc smartphone cao cấp thế hệ mới của mình, GALAXINOTE10, tại một sự kiện đặc biệt diễn ra ở trung tâm hội nghị Barclays Center, thành phố New York, Mỹ, vào ngày mùng 7 tháng 8 tới đây. Đây cũng chính là địa điểm mà Samsung đã ra mắt GALAXINOTE9 vào năm ngoái. Nếu thông tin này là chính xác thì GALAXINOTE10 sẽ được ra mắt sớm hơn GALAXINOTE92 ngày, được ra mắt vào ngày mùng 9 tháng 8 năm 2018 và không phải ra mắt vào ngày mùng 10 tháng 8 như các thông tin dò dỉ trước đây. Trước đó, tờ báo S News Hàn Quốc cho biết GALAXINOTE10 sẽ được chính thức trình làng vào ngày mùng 10 tháng 8 để phù hợp với số hiệu của phiên bản sản phẩm. Theo giới thạo tin C 10 sẽ được ra mắt với hai phiên bản là Galaxy 10 và Galaxy 10+, hoặc Galaxy 10 Pro, trong đó phiên bản Galaxy 10 sở hữu màn hình 6.3 inch chỉ hỗ trợ mạng 4G cùng bộ nhớ RAM 8GB, còn phiên bản Note 10+ có màn hình 6.7 inch sẽ hỗ trợ mạng 5G và có bộ nhớ RAM lên đến 12GB. Các thông tin bị dò dỉ cũng cho biết GALAXY Note 10 sẽ có mức giá từ 1.100 đô la Mỹ đến 1.200 đô la Mỹ. Trong khi đó, giá bán của GALAXY Note 10 cộng hiện vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn sẽ đắt hơn phiên bản GALAXY Note 10. Dẫu sao mọi thông tin vẫn chỉ dừng lại ở mức đồn đoán và hiện tại vẫn còn quá sớm để Samsung gửi giấy mời đến giới truyền thông và công nghệ để xác nhận thời gian cũng như địa điểm ra mắt chiếc smartphone cao cấp mới của mình. Samsung đã sẵn sàng bán smartphone màn hình gập Galaxy Fold trở lại thị trường. Một thông tin khác có liên quan đến sản phẩm sắp ra mắt của Samsung thì chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của hãng này, Galaxy Fold, đã sẵn sàng để tái xuất thị trường sau khi những sự cố liên quan đến sản phẩm đã được xử lý. Hầu hết các vấn đề về màn hình liên quan đến Galaxy Fold đã được giải quyết và sản phẩm đã sẵn sàng để tung ra thị trường. Kim Seung, Cheon, Phó Chủ tịch Samsung Display tuyên bố tại hội nghị được tổ chức bởi Hiệp hội Màn hình Hiển thị Hàn Quốc tại Seoul. Samsung Display, công ty con của Samsung là nhà sản xuất và cung ứng màn hình gập cho Galaxy Fold cũng chính là đơn vị chịu trách nhiệm xác định lỗi gặp phải trên sản phẩm này khiến màn hình Galaxy Fold dễ bị hư hỏng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Đây cũng chính là nguyên do khiến Samsung phải hủy kế hoạch bán ra Galaxy Fold hồi cuối tháng 4 vừa qua. Tuy nhiên Kim Seung, Cheon vẫn chưa tiết lộ thời điểm chiếc smartphone màn hình gập của Samsung được bán trở lại thị trường. Nhiều khả năng Samsung sẽ tận dụng sự kiện đặc biệt trình làng galaxinote Note 10 vào đầu tháng 8 tới đây để thông báo lại về việc sẽ bán Galaxy Fold ra thị trường. Tuy nhiên không rõ từ nay đến đầu tháng 8, Samsung đã có thể xử lý hoàn toàn triệt để các sự cố gặp phải trên sản phẩm hay chưa bởi lẽ Samsung cần phải đảm bảo rằng Galaxy Fold sẽ không gặp phải thêm bất kỳ một sự cố nào khi đến tay người dùng nếu không muốn phải làm đi uy tín của mình. Tê Thủy